Dán nhãn cho một ai đó là món ăn khoái khẩu của bản ngã. Vì sao ta rất thích phê phán và đánh giá người khác? Bởi vì làm như thế, bản ngã của ta sẽ được nâng niu, sẽ được công nhận rằng ta hay hơn, giỏi hơn một cách âm thầm và phi tế. Chính vì thế, ta rất dễ dàng chụp mũ một ai đó, phán xét một ai đó ngay lập tức khi những điều người ấy thể hiện thông qua hành động, lời nói không phù hợp với những khuôn mẫu mà ta đã định sẵn trong tâm trí, đóng khung trong tâm trí. Dán nhãn cho một ai đó là món ăn khoái khẩu của bản ngã, bởi lẽ khi ai đó bị ta dán nhãn rồi thì ta dễ dàng phán xét người đó. Ta có cơ sở để phán xét một người thông qua cái nhãn nào đó mà ta đã dán lên cho người đó. Nhưng càng dán nhãn cho một ai về một điều gì thì ta lại càng xa rời thực tại chân như của người đó. Và chính điều này sẽ làm mất đi những điều tốt đẹp trong mối quan hệ của ta với người đó. Không những vậy, ta cũng sẽ mất đi cơ hội tìm hiểu được đối phương một cách sâu sắc. Những hành động, lời nói của một người nào đó chỉ là một phần bề nổi rất nhỏ của người đó so với con người chân thật, rộng lớn bao la đang ẩn bên dưới. Cái ta thấy, cảm về một người chỉ như là một phần nổi nhỏ của núi băng. Điều ta chưa thấy ở người ấy là cả một núi băng khổng lồ đang ẩn bên dưới. Cái ta thấy nếu một người chỉ là sự tích lũy những thói quen suy nghĩ, thói quen hành động, nhận thức mà người đó được huân tập trong môi trường sống nơi gia đình, học đường, xã hội. Còn chân như của người ấy thì rộng lớn hơn, bao la hơn và tương đồng với chúng ta. Trong đời sống hàng ngày, ta không nhận ra được những điều này. Ta không phân biệt được giữa những khuôn mẫu mà người đó huân tập và bản chất chân thật của một con người. Vì hành xử của ta với người xung quanh luôn dựa vào những khuôn mẫu, nhân cách do huân tập trong đời sống để tương tác với nhau, nên thường xảy ra những va chạm, bực bội, hiểu lầm. Và nếu chúng ta đang trong mối quan hệ như vậy với bất cứ ai, thì chúng ta lại càng cảm thấy ngột ngạt, tù túng nếu mối quan hệ này vẫn kéo dài như vậy. Vậy đâu là lối ra dựa trên cái thấy của khoa học tâm thức? Lối ra đó chính là sự buông bỏ mọi thành kiến và phán xét của ta về người đó. Thay vì tiếp xúc với người đó thông qua khuôn mẫu mà người ấy huân tập trong đời sống, thì ta tiếp xúc với phần sâu hơn, rộng lớn hơn là bản thể chân như của người đó. Để làm được như vậy, ta cũng phải trở về bản thể chân như của chính mình. Ta phải trở về với nguồn tâm tĩnh lặng với chính mình. Hay nói một cách khác, đơn giản hơn là trở về với trạng thái trọn vẹn nhận biết ngay nơi tự thân của chính mình. Khi làm được điều này, ta sẽ được giải thoát chính ta khỏi sự đồng hóa do tâm thức tạo nên với hình tướng, suy tư, hành động và lời nói của chính ta và của người kia. Điều này không có nghĩa là ta không biết người ấy đang làm gì, đang nói gì. Tuy vậy, bản ngã không còn khả năng chi phối chúng ta, vì ta đã vượt thoát được những khung ý niệm luôn bị điều khiển hóa bởi hoàn cảnh, môi trường, văn hóa, xã hội, giáo dục tạo nên. Và nhờ không bị chi phối bởi những điều trên nên tâm ta tĩnh lặng, an hòa, và nhờ thế ta sẽ đủ bình tĩnh, sáng suốt để ứng phó với mọi mối quan hệ trong đời sống theo hướng tích cực nhất, tốt đẹp nhất và đầy sự thấu hiểu, cảm thông và yêu thương.